xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio kết thúc tập trước sau khi nhìn qua vài món bảo vật muốn mua thế nhưng tất cả đều là giá trên trời thì từng trần mới nhận ra trong thiên công tác này điểm cống hiến quan trọng đến mức nào tu luyện viễn cổ thánh mạch cần điểm cống hiến mua sắm các loại tài liệu cần điểm cống hiến đổi thời gian tinh thạch cũng cần điểm cống hiến hiện tại muốn kiếm được điểm cống hiến thì chỉ có thể đi nhận nhiệm vụ trong thiên công tác mà thôi Ngoại trừ nhiệm vụ chém giết cường giả bên ngoài tất nhiên còn có rất nhiều nhiệm vụ khác chẳng qua điểm cống hiến nhiệm vụ bình thường cũng không có nhiều ngay cả việc chém giết âm dương lan quân cũng chỉ có ba vạn điểm cống hiến mà ta muốn góp nhặt điểm cống hiến đủ để mua tinh thạch thời gian cần phải chém giết 30 vị âm dương lan quân chuyện này căn bản không có khả năng làm được cho nên việc này nhất định phải tiếp nhận một ít nhiệm vụ vô cùng khó khăn biến thái trước tiên đi nhiệm vụ điện xem ta tin tưởng thiên công tác đứng sừng sững nhiều năm như vậy tất nhiên có rất nhiều nhiệm vụ biến thái độ khó cực cao chỉ có hoàn thành nhiệm vụ như vậy ta mới có thể được ban thưởng nhiều hơn ý nghĩ vừa ra từng trần không do dự liền xoay người trực tiếp ra khỏi tàn bảo thánh điện cửa đá bị đẩy ra lão giả thủ vệ kia mở mắt nhìn thấy từng trần từ trong đó đi ra lúc đầu chỉ là gật đầu nhưng càng nhìn càng kinh ngạc bởi vì lão phát hiện từng trần từ trong đó đi ra khí tức thanh thúy mênh mông cùng lúc mới bắt đầu đi vào có biến hóa kinh thiên lúc trước từng trần không tiến vào tàn thư thánh điện mặc dù khí tức hùng hậu thiên phú kinh người nhưng còn có một loại cảm giác trải qua đời chưa sâu nhưng bây giờ từng trần giống như đã trải qua vô số lịch sử tan thương thiên giới biến thiên vậy toàn thân trên dưới có loại cảm giác thông thấu tất cả loại cảm giác này thậm chí làm cho lão giả này có cảm giác như bản thân đang quan sát một cường giả so với mình có kinh nghiệm còn phong phú hơn sâu trong nội tâm lập tức hiện ra vô tận khiếp sợ ngươi ngươi ở lại trong tàn bảo thánh điện ba ngày ba đêm làm sao khí tức trở nên hoàn toàn bất đồng như thoát thai hoáng cốt vậy rốt cuộc trên người ngươi xảy ra chuyện gì ngươi đã tăng cảnh giới không ngươi vẫn là võ giả thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong nhưng khí tức này đạo cảnh này không có gì đệ tử chỉ là ở trong tàn bảo thánh điện cảm ngộ được một ít thứ lật xem một ít lịch sử thiên giới lĩnh ngộ một ít thủ pháp luyện khí đồng thời mang thần thông của bản thân một lần nữa chảy chút hình thành một hệ thống mới lĩnh ngộ mới chỉ có vậy mà thôi ba ngày bế quan này đệ tử thu hoạch rất nhiều đa tạ tiền bối mở cửa cho vào tương lai đệ tử tức có báo đáp cáo từ thanh âm vừa dứt thân thể từng trần trực tiếp biến mất bên ngoài tàn bảo thánh điện vô thanh vô tức sau đó từng trần dựa vào lệnh bài thánh tử của mình thông qua vô số cấm pháp trong thiên công tác lần nữa đi tới đại điện trên thánh đảo trong đại điện người đến người đi vẫn như cũ là một bộ dạng náo nhiệt từng trần xe nhẹ đường quen rất nhanh đã tới bên trong thánh điện đi về phía quầy hàng thánh tử đại nhân viên quản sự kia chính là quản sự lúc trước làm việc trong huyệt động cho tần trần nhìn thấy tần trần trực tiếp tới đây không khỏi có chút run sợ không biết lần này thánh tử đại nhân ngài đến đây có nhu cầu gì hắn không dám chậm trễ vội vàng tiến lên cung kính nói nội tâm thấp thỏm ta muốn nhận nhiệm vụ ở đây ngươi có nhiệm vụ gì mà có điểm cống hiến cao hơn hay không lấy ra nhìn xem quản sự kia nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói nguyên lai thánh tử đại nhân muốn nhận nhiệm vụ vừa vặn gần đây nhiệm vụ tương đối nhiều có không ít điểm cống hiến không tệ không biết thánh tử đại nhân muốn nhận nhiệm vụ gì nhiệm vụ gì cũng được chỉ cần điểm cống hiến cao ta đều có thể nhận từng trần thản nhiên nói thánh tử đại nhân nhiệm vụ thiên công tác chúng ta phân chia rất nhiều trong đó chủ yếu có bốn loại một loại là nhiệm vụ thu thập tài liệu chính là tài liệu thu mua trên thị trường cực kỳ trân quý bao gồm thánh binh bất luận thánh binh hay tài liệu gì chỉ cần giao cho thiên công tác đều có thể đổi thành điểm cống hiến căn cứ vào giá trị bất đồng số lượng cống hiến đạt được cũng không giống nhau đây là phương pháp kiếm điểm cống hiến nhanh nhất cách thứ hai là chế tác thánh binh sau khi nhận nhiệm vụ thiên công tác sẽ phân phối tài liệu luyện chế thánh binh sau khi thánh tử đại nhân luyện chế thành công thánh binh cấp bậc khác nhau có thể đổi lấy điểm cống hiến với số lượng khác nhau chẳng qua loại nhiệm vụ này có một cái vấn đề đó là luyện chế thất bại cần phải bồi thường tổn thất tài liệu của thiên công tác ngài cũng biết luyện khí sư luyện chế thánh binh đó là có tỷ lệ thành công còn loại thứ ba đó chính là nhiệm vụ chém giết trong quảng hàng phủ thậm chí bên ngoài quảng hàng phủ có vô số đạo phỉ cường giả tà ác tội phạm truy nã cùng với một ít chủng tộc phá hoại hòa bình thiên giới chỉ cần chém giết bọn họ đẳng cấp của cường giả bất đồng đạt được điểm cống hiến cũng sẽ khác biệt ngoại trừ ba loại này còn có rất nhiều nhiệm vụ khác đều quy về loại cuối cùng gọi là nhiệm vụ tự do trong đó có một số là thiên công tác tuyên bố ví dụ như tìm hiểu tin tức của một cường giả hoặc là tìm kiếm bảo vật ngoài ra nhiệm vụ mà những đệ tử khác tuyên bố ví dụ như thánh tử đại nhân cần một loại tài liệu nào đó hoặc là tu luyện một loại công pháp nào đó gặp phải vấn đề hoặc là muốn hiểu rõ cách dùng tài liệu nào đó nếu như không thể giải quyết trong thiên công tác thì có thể ở đây tuyên bố nhiệm vụ để cho các đệ tử khác giải quyết công việc này sẽ tiến hành 20% điểm cống hiến mà trong những nhiệm vụ này ổn thỏa nhất là nhiệm vụ luyện chế thánh binh mặc dù luyện chế thánh binh có tỷ lệ thất bại nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có lợi nên tuyệt đại đa số đệ tử luyện khí sư bình thường đều tiếp nhận loại nhiệm vụ này trừ cái đó ra chính là bán ra tài liệu và bảo vật tương đối ổn thỏa điểm cống hiến đến cũng tương đối nhanh nguy hiểm nhất là nhiệm vụ săn giết bình thường phải là người của bộ võ giả mới có thể tiếp thánh tử đại nhân ngài vừa mới gia nhập thiên công tác quan trọng nhất là tu luyện kỳ thật không cần tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm kia quản sự này không ngừng giảng giải cũng là để lại cho tần trần một ấn tượng tốt đồng thời lấy ra rất nhiều danh sách nhiệm vụ tần trần liếc nhìn danh sách nhiệm vụ lông mày lập tức nhíu lại nhiệm vụ trên này hầu như đều không quá thích hợp với hắn không phải nói nhiệm vụ này không tốt mà là muốn hoàn thành cần hao phí thời gian nhiều lắm ví dụ như luyện chế thánh binh lấy xác suất tần trần thành công mấy ngày nữa có thể thành công luyện chế ra một thanh cực phẩm thánh binh trong thiên cấp hạ phẩm nhưng thanh thánh binh này giao cho thiên công tác chỉ có thể đạt được khoảng ba điểm tích phân mà hắn muốn tập hợp đủ 100 vạn điểm cống hiến trở lên, ước chừng cần mấy trăm ngày. Cho dù có thời gian gia tốc, cũng cần không ít thời gian. Còn việc chém giết địch nhân lấy điểm cống hiến tiêu hao càng nhiều. Về phần dùng tài liệu cùng bảo vật đổi, căn cứ quy tắc hối đoái trong thiên công tác, từng trần cần xuất ra bảo vật gấp hai lần thời gian tinh thạch mới có thể đổi một viên tinh thạch thời gian rất nhiều bảo vật trên người tần trần chính hắn đều cần dùng tự nhiên không thể tùy tiện đổi ra trừ phi lấy ra những thánh binh ma đạo đỉnh phong trong ngũ bí của diêm la thánh chủ mà binh mặc dù trong thiên công tác chỉ đổi được giá trị thấp nhưng thánh binh ma đạo gia diêm la thánh chủ uẩn dưỡng giá trị phi phàm nếu như lấy ra hẳn là cũng có thể lấy được rất nhiều điểm cống hiến để đổi lấy tinh thạch thời gian thế nhưng những thánh binh này đều là những thứ mà tần trần để lại cho khô lâu đà chủ bọn họ ngay lúc tần trần đau đầu đột nhiên thấy được vị trí cuối cùng trong danh sách nhiệm vụ có rất nhiều nhiệm vụ tự do từng dãy lít nhà lít nhít rất nhiều tất cả đều là một ít trong quá trình luyện khí gặp phải vấn đề hơn nữa những thứ này thiên kỳ bách quái hầu như tất cả đều không giống nhau Thánh tử đại nhân, những nhiệm vụ này đều là luyện khí sư trong quá trình luyện chế gặp phải vấn đề, có nhiều vấn đề cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, hơn nữa còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Để tiết kiệm thời gian, không ít luyện khí sư sẽ dùng hình thức làm nhiệm vụ, đưa ra điểm cống hiến tương xứng, đặt vào đại điện nhiệm vụ để tìm kiếm giải đáp. Bất quá, mặc dù thiên công tác của chúng ta có dạy tri thức luyện khí cùng trưởng lão giải thích nghi hoặc, nhưng mỗi ngày bọn họ đều có việc của mình, bởi vậy thời gian cũng không nhiều, hơn nữa ngươi biết, có thể trở thành đệ tử luyện khí, ít nhất đều là luyện khí sư địa cấp đỉnh phong trong đó tuyệt đại bộ phận người thậm chí là luyện khí sư thiên cấp vấn đề bọn họ đề ra ngay cả trưởng lão cũng không thể giải đáp đương nhiên nếu một ít trưởng lão đỉnh cấp dốc lòng nghiên cứu có lẽ có thể tìm được đáp án nhưng trưởng lão bọn họ có thân phận gì vấn đề mình cần nghiên cứu cũng rất nhiều mỗi người đều đang cố gắng tăng cường bản thân đương nhiên không thể vì một ít luyện khí sư đệ tử hao phí quá nhiều vấn đề ở bên trên điều này cũng dẫn đến vấn đề tích lũy ở đây cũng càng ngày càng nhiều thấy từng trần lực xem nhiệm vụ quản sự kia vội vàng giảng giải quả nhiên như lời quản sự này nói vấn đề luyện chế nơi này thật sự là quá nhiều có liên quan đến vấn đề tăng khí hỏa cũng có vấn đề trong quá trình luyện chế xuất hiện nghi hoặc càng có một ít sau khi kết thúc luyện chế thánh binh mục tiêu không đạt tới cường độ rất nhiều thiên kỳ bách quái cơ hồ phía sau toàn bộ nhiệm vụ có vô số nhiệm vụ như vậy mà tất cả đều không giống nhau đến từ thánh binh luyện chế cùng vấn đề khác nhau khó trách vô số năm qua không người giải đáp hơn nữa vấn đề càng ngày càng nhiều thật sự là vấn đề ở đây bao hàm quá nhiều phương diện coi như là một luyện khí sư thiên cấp hậu kỳ đến đây cũng có chút đau đầu mà trong mỗi đệ tử hạch tâm của thiên công tác mỗi một người đều là luyện khí sư cấp thiên tự nhiên chất đúng rất nhiều vấn đề mà rất nhiều vấn đề trọng yếu một ít đệ tử hạch tâm vì muốn giải đáp nhanh chóng đều là treo một cái giá rất cao ở trên đó những điểm cống hiến này rất cao lập tức hấp dẫn ánh mắt của tần trần đặc biệt khi hắn nhìn thấy một vấn đề trong đó trong đầu lúc trước hình thành nên khởi nguyên chi thư lập tức dâng lên các loại tri thức bắt đầu hiện lên đồng thời tần trần đạt được bộ thiên cung truyền thừa kết hợp với bộ thiên thuật lập tức đáp án của vấn đề này liền hiện ra trong đầu của hắn tự nhiên mà như vậy vô cùng tự nhiên. Đây là một vấn đề khá đơn giản, nhưng chỉ một vấn đề này mà điểm cống hiến có chừng 3000 điểm, cái này còn hao phí mấy ngày luyện chế một thanh thánh binh hạ phẩm thiên cấp đỉnh phong, hiệu suất như này mới là cao thật sự. Những vấn đề này, ta nên giải đáp như thế nào? Từng Trần lập tức nhìn về phía quản sự kia. Thánh tử đại nhân ngài muốn giải đáp vấn đề. Quản sự kia có chút sửng sốt, lập tức nói, có vấn đề liên quan đến luyện khí, phía trước có khu giải đáp chuyên môn, ngài có thể ở nơi đó, thông qua hệ thống thông tin của thiên công tác tiến hành giải đáp, một khi ngài có thể giải đáp, đáp án đầu tiên sẽ truyền đến trong tay người đặt câu hỏi người đưa vấn đề sẽ tiến hành nghiệm chứng trong vòng một tháng một khi nghiệm chứng thông qua chứng minh đáp án chính xác sẽ đưa tin về bộ phận nhiệm vụ đến lúc đó bộ phận nhiệm vụ sẽ trực tiếp đưa điểm cống hiến vào trong lệnh bài thánh tử của ngài một tháng sau từng trần nhíu mày quá lâu hắn không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy có thể bớt thời gian nghiệm chứng hay không đương nhiên có thể kỳ thật một tháng thời gian là cân nhắc đến rất nhiều đệ tử có việc của mình bận rộn chưa hẳn có thể tiến hành nghiệm chứng trước tiên nhưng trên thực tế rất nhiều người đặt câu hỏi vấn đề đều đã gác lên rất nhiều năm có mấy năm cũng có mấy chục năm thậm chí có mấy trăm năm mấy ngàn năm nếu có người nguyện ý giải đáp giúp bọn họ bọn họ thậm chí nguyện ý buông xuống tất cả liền tiến hành nghiệm chứng bất quá chuyện này cần phải sớm câu thông với người đặt câu hỏi thánh tử đại nhân ngài muốn giải đáp vấn đề gì ta có thể hỗ trợ hỏi thăm người có vấn đề rất nhanh sẽ có hồi đáp từng trần nghe xong thì như có điều suy nghĩ lên tiếng nói nếu như ta trả lời chính xác đối phương lại cứng rắn nói không chính xác không cho điểm cống hiến thì sao thánh tử đại nhân vấn đề này ngài căn bản không cần lo lắng nếu như ngài trả lời chính xác, nhưng đối phương lại không thừa nhận, ngài có thể trực tiếp giao lên hội nghị luận của trưởng lão, một khi hội trưởng lão nghiệm chứng đáp án chính xác, người đưa ra vấn đề sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì gấp 10 lần tích phân giải đáp, nặng thì trực tiếp trục xuất ra khỏi thiên công tác. Trên cơ bản, trong lịch sử thiên công tác, còn chưa xuất hiện đáp án giải đáp chính xác mà người hỏi lại không thừa nhận cả. Tần Trần gật gật đầu nói, "Ngươi dẫn ta đi khu giải đáp đi." Quản sự này nghe xong, cho rằng Tần Trần biết vấn đề nào có phương pháp giải đáp, lập tức đưa Tần Trần đến khu giải đáp. Ngay khi vừa đi đến này, tên quản sự kia liền tươi cười lên tiếng hỏi không biết thánh tử đại nhân muốn giải đáp vấn đề gì chỉ cần là vấn đề từ một vạn điểm cống hiến trở xuống ba ngàn điểm cống hiến trở lên ngươi đều gửi tin tức cho người hỏi yêu cầu của ta là đối phương phải có thời gian trong một ngày tiến hành nghiệm chứng nếu không loại bỏ nhiệm vụ từ trong danh sách trước mặt ta nếu như đối phương có thể nghiệm chứng ngay được thì hãy giao ra trước mặt ta ngài chắc chắn chứ quản sự kia ngây ngẩn cả người một vạn điểm cống hiến trở xuống ba ngàn điểm cống hiến trở lên đây có khoảng chừng hơn một ngàn nhiệm vụ điều này làm cho tên quản sự kia sợ hết hồn không dám thất lễ lập tức bắt đầu phát tin tức quần chúng đương nhiên lúc quần phát hắn vẫn thay từng trần thay đổi từ ngữ một chút biểu thị nếu như đối phương đồng ý có thể nghiệm chứng trong một ngày bên này mới có thể bắt đầu thử giải đáp cứ như vậy cho dù từng trần không giải đáp được cũng sẽ không có vấn đề gì đặc biệt lớn gần như trong nháy mắt tất cả người đặt câu hỏi hơn một ngàn vấn đề này đều nhận được tin tức ở bên trong một phủ đệ nào đó một lão giả đang luyện chế bị tin tức nhắc nhở cầm lấy lệnh bài nhíu mày đây là trưởng lão nào muốn giải đáp vấn đề còn phải nghiệm chứng trong một ngày mới có thể bắt đầu giải đáp đây là đi bộ phận nhiệm vụ tìm kiếm linh cảm chứ lão giả này cười lạnh một tiếng không thèm để ý tới tin tức này hắn đang trong quá trình luyện chế đây mặc dù vấn đề hắn đưa ra đã hoang mang hơn mấy trăm năm rồi nhưng hắn cũng không thể dừng luyện chế đi nghiệm chứng đáp án của vấn đề này mà đối phương cũng chưa chắc có thể giải đáp trực tiếp phóng ra lệnh bài không để ý tới nữa tiếp tục luyện chế cũng tại một phủ đệ khác một luyện khí sư từ trong tu luyện mở mắt ra cũng lộ ra nghi hoặc giống vậy bất quá hắn do dự một chút vẫn biểu thị đồng ý dù sao cũng một ngày thời gian mà thôi, lần này ta tu luyện cũng tương đối lâu rồi, vấn đề này làm cho ta hoang mang trọn vẹn hơn một ngàn năm, rõ ràng giải đáp khả năng không lớn, nhưng thử một chút xem sao vẫn tốt hơn là không thử. Giờ này khác này, rất nhiều luyện khí sư trong thiên công tác đều tiếp nhận tin tức, có khinh thường, có người cười lạnh. Tuyệt đại đa số người trong đó đều lựa chọn bỏ qua, bởi vì loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra đều là một ít trưởng lão trong quá trình luyện chế cảm nhận được nghi hoặc cùng vấn đề nghĩ đến khu nhiệm vụ tìm linh cảm một chút nhưng lần này yêu cầu trực tiếp trong vòng một ngày để nghiệm chứng đáp án vẫn là lần đầu tiên ai vậy kiêu ngạo như vậy vấn đề cũng còn chưa bắt đầu giải đáp liền yêu cầu bọn họ tiến hành chứng thực trong ngày đây không phải là đùa sao nếu như bọn họ đưa ra vấn đề dễ giải đáp như vậy còn có thể đặt ở thiên công vụ bộ hơn trăm năm thời gian ngàn năm đương nhiên mặc dù tuyệt đại đa số người không nguyện ý nhưng vẫn có một phần nhỏ như vậy luyện khí sư ôn thái độ xem thử một chút đưa ra đồng ý giờ phút này ở đại điện thánh đảo làm việc giải đáp trước mắt từng trần bắt đầu xuất hiện vấn đề thứ nhất hơn nữa càng ngày càng nhiều vấn đề bắt đầu hiện ra ở khu giải đáp những thứ này đều là những người tiếp nhận điều kiện được bắt đầu rồi tần trần bình tĩnh lại nín thở ngưng thần tập trung tinh thần nhìn lên trên đó xuất hiện liên tiếp tin tức đồng thời cầm lấy bút thánh nguyên cảm ứng bên cạnh bắt đầu xem xét vấn đề thứ nhất toàn bộ vấn đề rất ngắn tần trần trong nháy mắt đã xem xong lúc vấn đề này hiện ra trong đầu hắn tri thức mà tần trần nhìn thấy trong tàn bảo thánh điện tất cả đều tự động dâng lên đồng thời bộ thiên thuật cũng bắt đầu cùng kết hợp thôi diễn trong nháy mắt đưa ra đáp án trong ánh mắt quản sự kia tân trần giống như chỉ hơi trầm tư một chút sau đó chính là trực tiếp múa bút thành văn điều này làm cho tên quản sự kia có chút choáng váng bởi vì hắn biết rõ tân trần giải đáp vấn đề cũng không phải là hắn chuẩn bị từ sớm chỉ là đối phương đáp lại yêu cầu đầu tiên mới có thể hiện ra đầu tiên không thể tưởng được vấn đề đầu tiên này tân trần có thể giải đáp nhưng để cho quản sự kia há hốc miệng tân trần vẻn vẹn chỉ tốn vài phút đã giải đáp vấn đề thứ nhất sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào vấn đề thứ hai từng trần hầu như không dừng lại chút nào dựa theo thứ tự trên danh sách nhiệm vụ vậy mà cứ như vậy trực tiếp bắt đầu giải đáp hầu như không có bất kỳ thời gian suy nghĩ nào từng trần này không phải là giải đáp lung tung sao sắc mặt quản sự lập tức thay đổi vội vàng nói thánh tử đại nhân nếu như ngài thật sự muốn giải đáp những vấn đề này tốt nhất là phải nắm chắc 10 phần trả lời tối thiểu cũng phải có 8 phần nắm chắc bởi vì nếu như ác ý trả lời một khi được chứng thực sẽ bị trừ điểm cống hiến tương ứng hơn nữa nghiêm trọng sẽ bị trục xuất khỏi thiên công tác đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha